Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức nóng nhất trong ngày trên kênh YouTube của Báo Lao Động. Thưa quý vị, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội khởi tố để điều tra vụ nhóm quái xế tông tử vong một người đang dừng chờ đèn đỏ rạng sáng ngày 3 tháng 11. Thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ nhóm thanh thiếu niên phóng xe tốc độ cao, tông tử vong một cô gái tại ngã tư phố Trần Hưng Đạo, Bà Triệu. Đồng thời, cơ quan công an đã tạm giữ 10 người cùng phương tiện liên quan. Lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ việc để xử lý theo quy định. Trước đó, như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3 tháng 11 năm 2024, chị NHQ, sinh năm 1997, trú tại Hà Nội, điều khiển xe nhãn hiệu Honda Vision đang đỗ dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, hướng đi từ ga Hà Nội về viện 108. Lúc này có đoàn gồm từ 20 đến 30 xe đi theo chiều ngược lại trên phố Trần Hưng Đạo với tốc độ cao. Thời điểm đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, trong đoàn trên có NHN, sinh năm 2005, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29F1687XX, chở sau là NPA, sinh năm 2005, đi với tốc độ nhanh, không chú ý quan sát đã tông vào chị NHQ, làm chị Quy ngã ra đường. Ngay lúc đó, NTMK, sinh năm 2008, trú tại Thanh Trì, Hà Nội, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29M1942XX, chở sau là LDC, sinh năm 2008, cũng đang chạy theo đoàn tiếp tục tông vào chị Quy. Vụ va chạm đã khiến chị Quy tử vong tại chỗ. Thưa quý vị, cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khiến một người đàn ông tử vong. Chiều ngày 5 tháng 11, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động, qua điện thoại ông Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong. Theo ông Thưởng, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ cùng ngày tại khu vực đồi trồng cây luồng thuộc xóm Lòn, xã Bình Thanh. Nạn nhân được xác định là anh Đinh Văn Tê, sinh năm 1978, trú xóm Lòn, nghi phạm là người trú tại xóm Tráng, xã Bình Thanh. Bước đầu nhận định, hung thủ dùng dao chém nạn nhân vì thi thể có vết như vết dao. Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân và nghi phạm cùng nhóm đi buôn cây luồng, đang lên đồi để chặt cây luồng. Ngay sau khi xảy ra án mạng, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện lực lượng công an, dân quân đang chốt chặn, truy lùng, lãnh đạo xã Bình Thanh thông tin. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phốc cho biết, tuần sau sẽ ra mắt một công cụ dùng AI để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Ngày 5 tháng 11, tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025. Tại hội trường, đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị quan tâm hơn nữa về thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thương mại điện tử. Theo đại biểu này, khi thu được khoản này, chúng ta sẽ tăng được đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng Internet để giao dịch thuận lợi hơn. Giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phốc đánh giá cao các ý kiến thảo luận của các đại biểu. Về sàn thương mại điện tử, Phó Thủ tướng cho biết đã triển khai thu thuế sàn thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo đó, có 102 nhà cung cấp nước ngoài, nói cách khác là doanh nghiệp công nghệ thông tin của nước ngoài như Facebook, Google đã nộp thuế được 18.600 tỷ đồng. Còn sàn thương mại điện tử trong nước năm nay chúng tôi bắt đầu thu, riêng thành phố Hà Nội đến thời điểm hiện nay được 35.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Chính phủ nói và cho biết trong tuần sau, các cơ quan sẽ ra mắt một công cụ dùng trí tuệ nhân tạo, AI, để kiểm soát những vấn đề doanh thu và mua bán trên sàn thương mại điện tử. Thưa quý vị, mưa lớn từ tối ngày 4 tháng 11 đến trưa ngày 5 tháng 11 khiến nhiều nơi tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bị chia cắt. Ngày 5 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết mưa lớn gây ngập cục bộ ở một số cầu, ngầm tràn và khu vực dân cư trên địa bàn. Mưa lớn từ đêm ngày 4 tháng 11 đến trưa ngày 5 tháng 11 khiến hai cầu tràn đường và bản chuối, xã Lâm Hóa, bị ngập từ âm 0 cộng mờ, chia cắt cục bộ 19 hộ trên 96 khẩu. Cầu tràn bản kè bị ngập sâu khoảng 0,6 mét chia cắt cục bộ 62 hộ trên 256 khẩu. Tuyến đường xã Ngư Hóa đi xã Mai Hóa bị ngập sâu khoảng 1 mét, giao thông không đi lại được. Tại xóm 1, thôn Tân Lâm, nước sông dâng cao làm chia cắt 8 hộ, 21 nhân khẩu. Mưa lớn cũng làm chia cắt xóm 1, thôn 4 Thiết Sơn, tuyến đường liên xã Thạch Hóa đi Đồng Hóa bị ngập, giao thông không qua lại được.
Một số cầu tại xã Đồng Hóa như cầu Tăng Bồng, cầu Sũng Mẻ, cầu Hơi Hơi, cầu Đồng Khen ngập từ 1 đến 3 mét. Nhiều cầu, ngầm tràn, tuyến giao thông ở các xã Hương Hóa, Thanh Hóa, Sơn Hóa, Lê Hóa, thị trấn Đồng Lê, Thuận Hóa bị ngập gây chia cắt tạm thời. Che biển số, vượt đèn đỏ, đây là những hình ảnh dễ bắt gặp trên đường phố Hà Nội. Rồi khi bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, thì đây là những lý do được đưa ra. Cứ đi anh em đi thì nói chung là vượt thì cũng không để ý. Mà quy định của anh sẽ không phải không được giấu biển như thế mà đúng không? Nếu họ biết em che biển thì họ sẽ... Thế chắc là người ta sẽ đóng cái tài khoản của họ em như thế. Biết là nguy hiểm nhưng bây giờ nhỡ chạy cố thêm chuyến nhưng về cho con đi học thì muộn. Sáng 5 tháng 11, chỉ trong ít phút triển khai lực lượng tập trung xử lý các trường hợp lái xe ôm công nghệ vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, che biển số. Tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt hàng loạt tài xế. Trong đó, có những tài xế đang chở khách hay đang đi đón khách buộc phải hủy chuyến hoặc khách phải đứng chờ. Trao đổi với phóng viên, anh Sơn, một hành khách đang phải đứng chờ tài xế ký biên bản xử phạt cho biết, khi thấy tài xế vượt đèn đỏ, anh cũng không kịp nhắc nhở gì. Sau hôm nay, bản thân anh sẽ chú ý hơn. Mình vượt đèn đỏ sợ là bên kia đang đi mình lại phi vào người ta ấy. Không. Sau hôm nay em sẽ nhắc nhở tài xế trước khi lên xe. Vượt đèn đỏ lạng lách. Theo Trung tá Từ Ngọc Minh, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khi bị lực lượng chức năng xử lý, các tài xế xe ôm công nghệ thường đưa ra rất nhiều lý do để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Đồng thời, Trung tá Minh cũng cho biết hiện chế tài xử phạt đối với lỗi che biển còn khá thấp, cần tăng lên để có sức răn đe mạnh hơn. Đối với những hành vi đấy, nó sẽ thứ nhất là gây ảnh hưởng đến cái việc trật tự an toàn giao thông. Mình sẽ khó khăn hơn trong cái việc mà xử lý, ví dụ như xử lý phạt nguội. Cái việc tăng cái mức phạt lên thì sẽ giúp cho người tham gia giao thông là ý thức hơn trong việc tham gia giao thông. Thì còn trong công tác quản lý nó sẽ tốt hơn. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác, lực lượng chức năng khuyên cáo các tài xế xe ôm nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Hành khách khi đi xe phát hiện tài xế có các hành vi vi phạm luật giao thông thì cần nhắc nhở, thậm chí báo lên tổng đài của dịch vụ để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và những người khác. Đợt mưa lớn kéo dài từ đêm qua ngày 4 tháng 11 đến sáng nay ngày 5 tháng 11 đã gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tại khu vực đường Mẹ Súc là điểm nóng ngập lụt ở Đà Nẵng, nước đã dâng cao gần 2 mét. Nhiều người dân phải tất tả di dời từ 4 giờ sáng. Ông Đàm Thọ Quyên, người dân tại đường Mẹ Súc đã đưa người mẹ hơn 60 tuổi của mình đến nhà người thân lúc 4 giờ sáng nay. Mọi vật dụng trong gia đình cũng được ông Quyên đưa đến nơi an toàn. Vì 4 năm giờ hồi nó cũng để ý do thấy mưa to nước ấy là như giờ qua đi thôi. Chính nhà ông anh Út ở dưới đó. Người kia đứa đó chứ nhưng mà nó lắm nước nó lây như cái năm kia là cũng lây nữa nó cũng đổ à. Thì mình kia đó thôi chứ không biết đoạn đâu. Với phương châm 4 tại chỗ, đội cứu hộ tại tổ 8 Đà Sơn đã có mặt tại khu vực này lúc 5 giờ sáng để di dời người dân đến nơi an toàn. Hiện người già và trẻ em đã được di dời đến trường học, bệnh viện để trú ẩn. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng đã mang xuồng, phao đến từng gia đình để phụ người dân di dời vật dụng, kiểm tra công tác phòng chống mưa bão. Từ 5 giờ sáng tới giờ, thì lực lượng phòng chống thiên tai của khu dân cư 8 Đà Sơn đã khi mà nước lên là đã hỗ trợ bà con di dời những người mà những vùng trũng thấp, những cái hộ gia đình mà có nhà cửa không được đảm bảo. Thì khu dân cư đã cử anh em đến và hỗ trợ dân và đến bây giờ thì những cái nhà vùng trũng thấp và những nhà có người già trẻ em là tương đối là đã đi khỏi nơi đi tránh trú nơi an toàn. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, sẵn sàng triển khai phương án phòng chống thiên tai, rà soát khu dân cư đang sống ở những khu vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đặc biệt chú ý nhân dân sống tại vùng ven sông Tí Loan, khu D, thông báo tình hình thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó.